Supercell shut down this entire country. Die, oi, Supercell, ISO! Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là YouTube Emiro đây. Và như các bạn cũng biết là mấy ngày hôm nay chúng ta xôn xao về cái thông tin là Supercell họ rút tất cả các game của họ khỏi thị trường Việt Nam và không hiểu vì sao mà mọi người rất bàn tán thông tin là liệu rằng chúng ta có được chơi game đấy được không? Liệu rằng chúng ta có thể chơi không mà tất cả những tài sản của mình của chúng ta đã gây dựng được rất nhiều năm rồi, như COC chúng ta biết về tầm 7-8 năm rồi, mình không nhớ lắm. Còn Kara là tầm 3 năm rồi, mới nhất là Brawlstar hay là Hayday hay là Bombit. Thì Bombit, ở ngày xưa mình cũng chơi Bombit. Thì bây những câu hỏi đó thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn từng chi tiết một rõ ràng nhất, để các bạn khỏi phân vân là các bạn sẽ bị mất tài khoản hay không. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến vào cái thông tin mà Supercell họ thông báo ở trên này. Supercell game ở in Việt Nam, tất cả các trò chơi họ dừng phát hành ở Việt Nam. Tại sao? Các bạn để ý điều này nhé. Vì một số vấn đề quy định pháp lý, chúng tôi đã tiếp rằng thông báo rằng tất cả các trò chơi của Supercell dừng phát hành ở thị trường Việt Nam. Đây các bạn để ý nhận, vấn đề về quy định pháp lý chứ không phải là về vấn đề về hack, cheat hay là bot gì đấy. Bỏ qua những cái đấy. Về vấn đề pháp lý về nó sẽ liên quan về đến các quy định pháp luật của Việt Nam, để kiểu là những cái quy định của Việt Nam ấy, để nếu các bạn muốn phát hành được game ở Việt Nam thì các bạn phải có những điều kiện gì để có thể phát hành được. Và đặc biệt là những game mà nó ăn khách, những cái game ăn khách này thường xuyên ấy, thông thường thì những cái game ăn khách này họ rất nhiều cái giao dịch mua bán, vì vậy là cái lượng tiền thất thoát của nước ta sẽ đi ra khỏi nước ta sẽ rất nhiều. Nếu không được quản lý bởi nhà nước thì nó sẽ bị thất thu rất nhiều. Vì vậy là tại sao mà ở trong những đầu tiên họ đã nhắc đến là quy định về pháp lý, và mình sẽ giải thích tại sao cái lượng tiền sẽ bị thất thoát vào khi mà chúng ta giao dịch mua bán ở trong game. Ok, tiếp theo này, điều này có nghĩa là tất cả các trò chơi của chúng ta tôi sẽ không được hiển thị bởi Google Play và App Store ở Việt Nam nữa. Điều này có nghĩa là tất cả tài khoản iTunes hay là tài khoản Google mà đăng ký ở địa điểm ở Việt Nam thì các bạn sẽ không thể download game nữa. Và các bạn nếu cập nhật thì cũng có thể cập nhật bằng một phương pháp khác. Các trò chơi sẽ vẫn được phát hành ở các nước khác trên thế giới, và việc chơi game ở Việt Nam mà bên ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng, tức là chỉ có Việt Nam thôi chứ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Thì mình nghĩ là vấn đề về VIP, cái đó là mình sẽ nói là vấn đề về VIP, VPN. Cái điều này cũng chúng ta có thể sử dụng fake IP. Nếu mà cái trường hợp xấu nhất là chúng ta bị chặn IP ở Việt Nam thì chúng ta có thể sử dụng fake IP. Nhưng mà cái điều này thì nó sẽ gây đến một cái điểm là nó sẽ bị lag game. Tuy nhiên cái điều này mình không nghĩ là họ sẽ chặn IP ở Việt Nam. Tại vì là nếu mà chặn IP ở Việt Nam thì sẽ mất một lượng người chơi rất là lớn. Còn cái việc mà họ không chặn được IP thì nó chỉ là gỡ cái game của họ trên App Store hay là Google Play Store, thì chỉ là một cách để đối phó được với lại chính phủ thôi. Chỉ là một cách để đối phó chính phủ thôi. Còn nếu mà trường hợp xấu nhất mà bị chặn IP thì chúng ta có thể sử dụng fake IP. Đó là một điều trường hợp xấu nhất rồi. Ok, và họ nói rằng là chúng tôi sẽ luôn tìm giải pháp để đưa trò chơi trở lại trong tương lai. Và chắc chắn là game sẽ quay trở lại sớm nhất. Tại vì các bạn biết là game... mình không có một số thống kê thống nhất, không một con số thống kê nhất định, nhưng mình biết là game này ở Việt Nam họ chơi rất nhiều. Vì vậy là không tội gì mà game này họ lại bỏ cuộc hoang thị trường Việt Nam. Vì vậy là mình chắc chắn là trong tương lai gần, được khoảng lâu sớm rồi, họ sẽ còn mang game quay trở lại, tất cả game quay trở lại. Và ok, và dưới đây họ sẽ có là tại sao, bây giờ mình sẽ giải thích tại sao là chúng ta có chuyện gì đang xảy ra đây. Đây cũng đang đẹp để câu hỏi này, chuyện gì xảy ra với lại
các trò chơi của Supercell tại cửa hàng ứng dụng của Việt Nam thì một số vấn đề quy định về pháp lý chúng tôi phải giải thích thông báo rằng là Supercell đã dừng phát hành game ở Google Play và App Store Việt Nam. Thì ở trong mình có tìm hiểu rồi, mình có tham khảo qua rất nhiều người rồi và mình thấy một cái bài viết này rất chuẩn và đúng ý của mình, đó là Supercell tại sao lại dừng phát hành game ở đây. Supercell, các bạn phải nhớ là Supercell là một game có trụ sở tại Phần Lan nhưng mà đã về mái nhà chung của Tencent rồi. Tencent là một công ty game của Trung Quốc, các bạn biết rồi, chiếm 84% cổ phần và hồi 2016 và quyết định rút khỏi Việt Nam trên thứ năm. Đây tại sao? Đây là một điều quá bất ngờ với những người mà chơi game gọi là COC là CR hay là Brawl Stars hay là Mew Bombit. Và thông tin được đăng vào ngày 3 tháng 7 và họ chưa có thông tin về ngày nào sẽ bị gỡ game. Mình chưa thấy họ ghi thật thông tin là ngày nào sẽ bị gỡ game. Và sáng nay thì qua kiểm tra hay đấy thì mình lúc nãy mình kiểm tra là mình vẫn thấy game ở trên Google Play và App Store vẫn tạo được. Và ở đây điểm qua các diễn đàn của nhà phát hành thì hỏi vì sao Supercell lại ngưng phát hành game ở Việt Nam thì có rất nhiều người đã trả lời. Một số ý kiến là pháp lý. Một số đây một câu trả lời mình rất đúng ý của mình, đó là một số vấn đề về quy định pháp lý mà nhà nước phát hành muốn nói ở đây xuất phát từ nghị định 27 đã được bổ sung vào năm ngoái, trong đó là quy định là có thể Supercell chưa được đáp ứng được, chẳng hạn như là có phải có máy chủ thanh toán tại Việt Nam, đặt tại Việt Nam, phải lưu trữ cập nhật thông tin đầy đủ người chơi và đó là quá khó cho Supercell. Tại sao lại phải có đặt máy chủ ở Việt Nam? Tại vì là đặt máy chủ Việt Nam thì chúng ta có rất dễ để nhà nước quản lý. Nhiều khi ở ngay từ đầu video mình đã nói là tại sao lại có máy cần phải có máy chủ ở đây, tại vì là họ quản lý được cái lượng tiền mà chúng ta giao dịch và như vậy thì nhà nước sẽ thu được một cái lượng tiền gọi là tiền thuế khi mà chúng ta mua bán ở trong game. Vì vậy là cái việc mà nếu mà ở thời điểm hiện tại tất cả các game của Supercell chưa có cái trụ sở tại Việt Nam, vì vậy là tất cả các giao dịch đều bị Supercell còn ăn hết 100% và không đưa cho nhà nước một đồng nào hết. Vì vậy là tất cả các giao dịch như vậy thì nhà thông thân nhà nước ta chả thu được đồng nào cả. Vì vậy là lượng tiền mà thất thoát ra nước ngoài sẽ rất là nhiều. Đây các bạn ở dưới đây họ cũng giải thích này, những trò như kiểu như là Lipro Mobile hay là họ có được phân phối bởi của Vina Game hay là của Garena, đấy là những công ty mà ở Việt Nam họ đã mua lại và họ phân phối. Vì vậy là ở nhà nước ta có thể quản lý được cái game đấy. Vì vậy là tại sao mà Supercell lại bây giờ họ lại bị rút khỏi cái Việt Nam, đó là một điều vấn đề pháp lý mà mình vừa nói ở đây. Thì vậy là chốt lại một câu, đó chính là không có một vấn đề về hack hay là mod hay là cheat gì đấy, gem lậu gì đấy ở đây, mà chính là về các quy định của nhà nước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một mục tiếp theo, đó chính là vì vậy là cái tài khoản của chúng ta làm sao có thể tiếp tục chơi. Thì ở đây mình đối với các cái Android thì ở đây mình có một cái bài viết mà họ đã viết rất kỹ rồi. Mình sẽ để cái phần link ở dưới phần mô tả. Đây. Còn với lại iOS thì họ có đây luôn rồi. Đối với thành iOS thì chúng ta làm đơn giản hơn nhiều so với lại Android. Tất cả các cái thông tin về làm sao có thể download được, làm sao có thể tiếp tục update và tải game được thì mình sẽ để thông tin ở dưới đây. Còn đối với một điều nữa là Supercell ID. Supercell ID thì các bạn cần phải tạo ngay cái tài khoản, cần phải đăng nhập và cái đăng ký là Supercell ID. Tại sao chúng ta lại cần Supercell ID? Bởi vì là nó kết nối, chúng ta chỉ cần đăng ký kết nối cái Supercell ID này thôi thì tất cả chúng ta có thể đăng nhập tất cả các ở trên tất cả mọi thiết bị và chúng ta có thể chơi mọi lúc mọi nơi mà rất là dễ dàng. Tất cả các thông tin của game của mình thì chúng ta đều có thể được lưu trữ một bảo mật và không bị mất một thứ gì hết. Vì vậy là các bạn trước khi mà game bị đóng ở khỏi Việt Nam thì các bạn nên tránh cái việc mà mất tài khoản, thì các bạn nên đăng ký Supercell ID.
qua tất cả các thông tin Supercell ID như đăng ký như thế nào thì mình sẽ để link ở phần mô tả này. Link ở phần mô tả này. Tất cả ở đây trong bài viết này họ viết rất rõ. Vì vậy là các bạn hãy làm ngay trước khi quá muộn. Vì mình biết là những cái thành game này là những cái tài khoản này nó lưu giữ lại tất cả những cái tài sản, gọi là như kiểu là tài sản trong game của mình. Là cái điều mà mình phải làm ngay và liền ngay lập tức. Ok, và chốt lại một điều là tại sao Supercell lại đóng cửa đó, lại rút khỏi cái game ở Việt Nam? Đó chính là về vấn đề pháp lý quy định của nhà nước. Và khi nào game sẽ quay trở lại, mình nghĩ trong thời gian tới thôi, sẽ rất là nhanh thôi. Tại vì chỉ cần có một cái chỉ cần có sự thành lập một trụ sở ở Việt Nam là được. Nhưng mà còn phải phụ thuộc vào Supercell đàm phán với lại quy định của nhà nước, tức là sẽ là làm một cái phần giải pháp trong lâu dài. Lâu dài thì họ sẽ, mình nghĩ là sẽ sớm thôi, các bạn đừng lo. Vì vậy thì các bạn trong cái thời gian tới thì các bạn có thể chơi game được tiếp không? Thì vẫn chắc chắn là các bạn sẽ chơi game được. Các bạn có thể dùng kết cuối cùng vẫn là Spec IP. Còn nếu mà không bị chặn IP, các bạn vẫn chơi bình thường thôi. Các bạn sẽ dùng một cái tài khoản khác để download, hay là dùng cái khác để có thể download update game. Đó là như vậy. COC là CR hay là Bombit hay là Payday hay là Brawlstar, đều tất cả đều như vậy. Nó có một hệ sinh thái như vậy rồi. Bạn làm đơn giản như vậy thôi. Ok. Và xin chào và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay thì mình đã khẳng định cho tất cả các bạn đó, cái thông tin rồi. Đừng hoang mang và hãy tiếp tục chơi game đi. Ok, bye bye. Subscribe.